Đức Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc truyện ma dân gian Cô gái đi nhờ xe, tác giả Thất Tịch, tập 2. Ngay lúc gia đình bà Thoa định báo công an thì vợ chồng chị Tứ báo tin đã tìm được thằng Tài. Chị Tứ là chị thứ tư của gã. Vợ chồng chị nhận nhiệm vụ trực ở bệnh viện và những khu vực lân cận để hỏi thăm tình hình. Buổi trưa hôm đó, chị vô tình nghe được chuyện một người thanh niên được mang vào bệnh viện cấp cứu mà không có thân nhân đi cùng. Chị tới chỗ thì nhận ra là thằng Tài, em trai mình, đang nằm bất tỉnh nhân sự. Ngoài cái quần tà lõn hoa hòe hoa sói của gã ra, trên người đều trần như nhộng, được quấn quanh bởi cái mền rách lỗ chỗ. Có lẽ là của ai đó quấn tạm vào người gã lúc chở gã tới đây. Chị Thứ khóc lóc ầm ĩ ở bệnh viện một lúc lâu, mặc cho bác sĩ đã khẳng định là thằng Tài hoàn toàn không bị hề hấn gì ngoài mấy vết xước ngoài da. Lúc thằng Tài được đưa về nhà, bà Thoa vừa khóc vừa ôm ghì lấy thằng con trai vào lòng. Thằng Tài mệt mỏi nên uống thuốc xong lại chìm vào giấc ngủ. Không ai làm phiền gã lúc này nữa, mọi người đành dời sự chú ý sang chị Tứ. Chị cũng chỉ biết thằng Tài được người khác đưa vào bệnh viện, nhưng tình cảnh của gã lúc đó khá bất thường nên bác sĩ gặn hỏi người đưa gã vào. Không biết có phải vì sợ chịu trách nhiệm hay không mà người kia đã trốn mất, không có thông tin liên lạc của thân nhân. Các bác sĩ cũng không biết phải làm sao. Cho tới lúc chị Tứ tìm tới, chị Tứ biết được bao nhiêu đó. Mọi chuyện như thế nào thì phải chờ thằng Tài tỉnh táo lại thôi. Nói một hồi, có người mới nhớ ra đêm qua thằng Tài xách chiếc xe cướp đi. Bây giờ người ở đây nhưng không thấy xe đâu cả. Ai cũng chắc mẩm là gặp cướp rồi. Nhưng thôi, của đi thay người, miễn người không gặp chuyện gì là đã vô cùng may mắn. Ngày thứ hai thằng Tài tỉnh lại, đối diện với ánh mắt dò hỏi, quan tâm, hiếu kỳ từ gia đình và hàng xóm, gã chỉ nằm đờ đẫn, ánh mắt dại ra. Ai hỏi gì cũng chỉ lặp đi lặp lại một câu là có ma. Mọi người biến sắc. Bà Thoa vội gằn giọng, Tài, sao vậy con? Nói cho má nghe. Nhưng thằng Tài chỉ lặp đi lặp lại câu nói đó, cả một buổi sáng cũng không hỏi được gì. Ai nấy cũng đành thôi. Trước khi ai về nhà nấy, có người gợi ý với bà Thoa đi hỏi ý kiến của bác ba bác quái thử coi sao. Bà Thoa nghe vậy, trong lòng cũng thầm tính toán, có lẽ buổi chiều phải dẫn thằng Tài đến gặp bác ba. Tính toán như vậy, nhưng bà còn chưa dẫn thằng con trai tới nhà bác ba thì bác ba đã tới nhà bà trước, đi cùng với bác là Phúc. Con gặp bác ba đang đi bộ ở chợ, hỏi ra thì biết bác muốn tới nhà gì, cho nên chở bác tới cùng luôn. Tôi mới đi công chuyện về thì nghe chuyện của thằng Tài, bây giờ mới ghé qua chị được. Mời anh vô nhà chơi. Phúc vô nhà đi con. Bác ba và Phúc theo chân bà Thoa vô nhà. Căn nhà chỉ có hai mẹ con sống nhưng rất rộng rãi. Bình thường tuy bận buôn bán ở chợ, nhưng tính bà Thoa sạch sẽ nên nhà cửa lúc nào cũng tươm tất. Hiện giờ trên bàn trong phòng khách, ly chén vẫn còn ngổn ngang vì hàng xóm nườm nượp qua thăm. Bà lật đật thu dọn đóng ly rồi giải thích, bữa nay nhiều việc quá nên nhà cửa nó hơi lộn xộn, anh ba với Phúc thông cảm cho. Con đâu phải người ngoài, chị lo lắng mấy cái đó làm chi. Chồm sớm với nhau mà chị khách sáo quá. Phúc nhanh nhẹn đem mấy cái khay ly ấm trên tay bà Thoa ra giếng nước để rửa. Bà ở lại tiếp bác ba. Hai người đang nói dở câu chuyện nhà cửa thì Phúc đã mang bộ bình trà sạch sẽ lên. Anh nấu nước sôi, cho trà vô bình rồi rót ra ba ly trà nóng. Phúc ngồi xuống hỏi,
Mấy chị về nhà hết rồi hả dì? Tụi nó về lo cơm nước cho chồng con hết rồi. Nhà giờ còn mình dì với thằng Tài thôi. Thằng Tài nó có đỡ hơn chút nào không dì? Bà Thoa nghe hỏi, gương mặt khóc hát càng trở nên u ám. Bà nặng nề lắc đầu, không giấu được tiếng thở dài. Vẫn vậy thôi hả? Anh ba, chắc anh cũng nghe người ta nói về chuyện thằng Tài rồi phải không? Bác ba hớp một ngụm trà nhỏ, vẻ mặt vẫn bình tĩnh mà gật đầu. Tôi có nghe người ta nói rồi. Nhưng mà mỗi người kể mỗi kiểu. Tôi cũng không biết cụ thể chính xác chuyện nó ra làm sao. Chỉ là của cải mất đi thì dù có giá trị bao nhiêu cũng không sánh được với mạng người. Thằng Tài nó quay về bình an khỏe mạnh là tốt lắm rồi. Cái xe đó mất thì thôi, tôi không có tiếc. Chỉ có điều là từ lúc về nhà tới giờ nó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Ai hỏi cái gì cũng chỉ lặp lại là có ma. Tối ngủ thì la hét suốt đêm. Ban đầu tôi nghĩ nó sợ bị tôi la cái chuyện là mất xe nên mới giả bộ như vậy. Nhưng mà không phải. Tôi biết là không phải. Mà gặn hỏi nó không có được. Tôi chỉ sợ lỡ nó gặp phải cái kia. Tôi chỉ có mỗi đứa con trai. Nó mà có chuyện gì chắc tôi sống không nổi. Chị nghe tôi nói. Chuyện đâu còn có đó. Thằng Tài có lẽ sức khỏe chưa ổn định. Có gì chị đưa nó tới bệnh viện để bác sĩ coi trước đã. Bác sĩ nói nó không có cái gì hết trơn á. Tôi nói hết nước hết cái. Họ đem nó đi kiểm tra cái này cái nọ xong thì kêu là bình thường. Nhưng mà bây giờ nó đờ đẫn cả ngày vậy đó. Tôi không biết phải làm sao nữa. Anh bà, anh giúp thằng Tài với. Xin anh giúp má con tôi với anh. Vậy chị có thể kể lại cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện từ đầu được không? Nhớ là cố gắng không được bỏ qua bất cứ chuyện gì, dù là nhỏ tới cỡ nào. Phúc cũng lắng tai nghe cùng với bác ba những gì bà Thoa kể. Nhưng câu chuyện bà kể ra thì không có gì lạ hết. Buổi tối đó đó, thật sự không có gì khác thường sao? Bà Thoa đưa tay lau nước mắt, giọng nghẹn lại. Bà nhíu mày suy nghĩ, rồi mới nhớ tới giấc mơ đêm đó khi bà thấy thằng Tài về đập cửa. Phúc nghe xong chỉ nhíu mày, vẫn không thấy giấc mơ này có gì khác thường. Vậy mà bác ba càng nghe, vẻ mặt càng suy tư. Nhưng bác chẳng hé miệng nói lấy một điều gì. Sau đó bác ngỏ ý muốn tới thăm thằng Tài. Bà Thoa thở dài dẫn bác và Phúc tới phòng của thằng con. Nó mới uống thuốc xong nên ngủ được một chút. Lúc ngủ thì la hét, khóc lóc ầm ĩ. Mà dậy rồi thì ngơ ngơ ngác ngác, cũng không khác gì lúc đang ngủ. Trong phòng ngủ sạch sẽ, thằng Tài nằm thiêm thiếp trên giường. Điều bộ đỡm dáng như con công bình thường hay thấy đã bay biến đi đâu không còn dấu vết. Trong cái ổ chăn, gương mặt nó tiều tụy đi thấy rõ, hơi thở nặng nhọc. Quần mắt tăm đen chỉ bị những cơn ác mộng hành hạ. Bác ba có vẻ đắn đo, dường như đang suy nghĩ lung lắm. Sau đó bác thở dài, như thể đã ra quyết định. Nếu như không còn cách nào khác, vậy thì trưa mai á, lúc mặt trời đứng bóng, chị dẫn thằng Tài sang nhà ba nuôi của tôi. Hả? Nhà ông Bãi Thường sao? Lúc chị dẫn thằng Tài tới nơi á, chị đứng đợi ở ngoài sân thôi, đừng có vô nhà trong. Để tôi ra tôi đón nó vô, được không? Vậy tôi có cần sắm sửa đồ lễ gì đem tới không? Không cần. Chỉ cần dẫn thằng Tài tới đó thôi. Sau đó trước khi ra về, bác ba cởi cái vòng tay bằng gỗ cũ kỹ trên tay của mình, đeo vô tay cho thằng Tài.
dặn tuyệt đối là đừng có tháo cái vòng này ra. Bà Thoa không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nhưng đoán chừng việc này không có bình thường nên nghiêm túc gật đầu, hứa chắc là sẽ nghe theo lời bác ba dặn. Sau đó Phúc cùng bác ba xin phép ra về. Buổi trưa ngày hôm sau, theo lời dặn của bác ba, lúc đúng ngọ, bà Thoa dẫn thằng Tài vẫn còn đang ngơ ngác tới căn nhà của ông Bảy Thường ở cuối làng. Nhà Bảy Thường là căn nhà cuối cùng ở sau làng, đồng thời cũng là căn nhà nằm cách biệt với xóm làng nhất. Người làng bộ vốn sống tập trung với nhau thành cụm. Phía trước làng là cánh đồng lúa, phía sau là chòm rẫy, xa xa là đường lên núi. Nghĩa trang của làng cũng nằm ở đó. Vì vậy ít ai dám chọn dựng nhà ở vị trí cuối làng là vì vậy. Đường tới nhà ông Bảy phải băng qua một hàng tre già. Buổi trưa, mặc dù đang nắng to, nhưng gió thổi khua đám thân tre lao xao. Trên con đường vắng, cảm giác vẫn rợn người. Bà Thoa đứng trước căn nhà nằm ở vị trí biệt lập nhất của làng, dằn cơn sợ hãi chực chờ trong người xuống, dứt khoát đẩy cánh cửa gỗ mở hé kia ra. Cánh cửa gỗ xịt qua một cái, bà Thoa nhìn thấy mấy bụi cây rậm rạp hai bên, nhưng không dám đưa mắt nhìn lâu. Bà dắt thằng Tài bước vô khoảnh sân trước nhà, nhưng nhớ lời bác ba dặn nên không dám tiến vào bên trong. Anh ba ơi! Không có tiếng đáp lại, cũng không thấy bóng dáng của bác ba. Gió vẫn đập vào rặng tre phía trước nhà lao xao. Tiếng lá tre, tiếng thân tre nghiêng ngả, khua vào nhau, tạo nên âm thanh ngỡ như tiếng ai đó đang cười khúc khích. Bà Thoa siết chặt lấy tay thằng Tài, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng bà không dám quay lưng đi. Bà cắn răng gọi lớn hơn. Anh ba! Tiếng gọi chưa kịp vang lên thì đã ngay lập tức chuyển thành tiếng hét. Âm thanh sắc bén của bà như tiếng chuông đồng xé nát không khí tĩnh mịch ban trưa. Bác ba lơm khơm xuất hiện từ bao giờ không rõ, đang đứng sau lưng bà. Bác vừa mới đưa tay vỗ vai bà để ra hiệu là mình nghe rồi, không cần gọi nữa. Thì ai biết đâu bà Thoa lại hét càng to hơn như vậy. Anh làm tôi hết hồn. Tự nhiên đang đứng bị vỗ vai cho nên tôi... Tôi đang lúi húi nhổ ít cây. Tiếng mở cửa nghe rồi, nhưng mà đang giở tay không có ra đón được. Tôi đang tính kêu chị đừng có kêu nữa. Ai ngờ chắc chị lo lắng nên không nghe tiếng chân của tôi đó. Bác ba nhìn mặt thằng Tài, sau đó hỏi bà Thoa. Đêm qua nó còn gặp ác mộng gì nữa không? Đêm qua nó ngủ yên giấc, không nghe la hét gì hết á. Bác ba gật gù, sau đó nắm tay thằng Tài dẫn vô nhà. Trước khi đi, bác chỉ vô bộ bàn ghế dưới gốc me già ở góc sân. Chị ngồi đợi ở đây, đừng có tùy tiện đi đâu hết. Cho dù là nghe thấy hay là nhìn thấy bất kỳ cái gì cũng không có được xông vô, nhớ chưa? Bà Thoa gật đầu như bữa củi. Khi bóng bác ba và thằng Tài đã khuất vào trong gian nhà tối om kia, bà lập cập bước tới bộ bàn ghế gỗ đã xỉn màu mà ngồi xuống chờ đợi. Vừa tới chỗ, bà đã ngồi xuống ghế, hai bàn chân run rẩy liên hồi. Bà thấp thỏm ngó vào trong gian nhà, đôi tai căng ra hết cỡ để nghe ngóng, nhưng không nghe được gì, dù là một âm thanh nhỏ nhất. Cứ mỗi một phút trôi qua, trái tim của bà như thể có ai đó đang dùng hết sức mà đẩy qua đẩy lại, như chơi cái trò đánh đu, bất an khó tả. Đột nhiên bà nhìn thấy cây cối phút trước còn đang lào xào bị gió, bây giờ chợt im bặt đi. Bà vẫn cảm giác được gió thổi luồn qua tóc, qua kẽ tai, nhưng cái tán cây trên đầu và những cây trước sân lại đứng yên như tượng tạc, không có một cái lá nào rung rinh, trong khi trời vẫn nổi gió lớn. Sau đó thì không gian vắng lặng. Đột nhiên bà nghe thấy tiếng guốc mộc lộc cộc vang lên. Tiếng guốc vọng lại từ cổng
rồi tiến vô nhà, như có ai đó đang đi vô vậy. Nhưng mà cả khoảnh sân rộng này làm gì có ai. Bà Thoa nhớ lại, hồi còn sống ông Bảy Thường hình như cũng thường chỉ mang guốc mộc. Lòng bàn tay của bà đã ướt lạnh từ lúc nào. Thời gian tưởng chừng như đã qua mấy thế kỷ, còn bà Thoa thì tưởng như bản thân đã hóa đá ở trên ghế. Thì cuối cùng bác ba cũng bước ra. Bà lật đật đứng dậy, loạng choạng suýt té, may mà kịp vịn vào cạnh bàn. Bà chỉ thấy một mình bác ba, không thấy thằng Tài bước ra. Chưa đợi bà kịp thắc mắc, bác ba đã nói trước. Bây giờ tôi nói nè mẹ thằng Tài, chị có thể gọi vợ chồng con Tính tới đây được không? Bà Thoa gật đầu rồi lật đật chạy đi. 15 phút sau, vợ chồng chị Tính đã chở theo bà Thoa tới nhà Bảy Thường. Bác ba vội vã đứng dậy. Mẹ thằng Tài với con Tính theo tôi vô đây. Sau đó bác ba quay qua anh Hùng, chồng chị Tính. Đứng đây đợi bác một chút. Bà Thoa và con gái trăm rắp bước theo bác ba vào gian nhà trong. Nói thật thì tuy bà Thoa sống ở làng Bộ đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên bà bước vô ngôi nhà của Bảy Thường. Trái với khoảng sân rộng và sáng sủa bên ngoài, phía trong ngôi nhà khá tối và âm u. Mặc dù ông Bảy mất cũng đã lâu rồi, nhưng căn nhà không hề có dấu hiệu xuống cấp, vì bác ba vẫn thường ghé qua quét dọn chăm sóc giường tược. Chỉ có điều là bác chỉ chăm sóc, chứ không có ý định sửa sang lại căn nhà. Mọi thứ vẫn được bài trí y như lúc cha nuôi của bác còn sống. Mùi nhang lượn lờ trong không khí âm u khiến cho chị Tính vừa bước qua bậc cửa gỗ đã thấy sợ sợ. Chị lo lắng níu chặt tay bà Thoa. Bà Thoa cũng sợ hãi trong bụng, nhưng nghĩ tới đứa con trai tội nghiệp của mình và đứa con gái nhát cấy ở bên cạnh, sức mạnh của người mẹ khiến bà can đảm hẳn lên. Thằng Tài được đặt trong góc giường, đang nhắm nghiền mắt. Phía trên tường là tranh vẽ cái gì đó, mà trong ánh đèn dầu khi mờ khi tỏ nên không nhận ra được là vẽ cái gì. Bác ba bước tới bên giường, rút một tờ giấy dường như đã ố vàng từ dưới gối của thằng Tài ra, sau đó mang tới đặt lên bàn thờ trong góc. Bác thắp nhang rồi lầm rầm khấn vái một chập. Bác đốt tờ giấy đó đi. Đợi giấy đã cháy thành tro, bác lấy cuộn chỉ đỏ cất trong hộp gỗ đặt ở gần bàn thờ tới, đem buộc một đầu sợi chỉ vào cổ tay của thằng Tài, còn cuộn chỉ thì thả xuống đất. Hai mẹ con ngồi đây canh chừng cho nó. Tôi với thằng Hùng đi tới chỗ này, lát nữa mới về được. À, ngồi ở đây hả bác? Phải canh bao lâu vậy? Còn bác với anh Hùng định đi đâu? Khi nào thì mới... Chữ về chưa kịp thốt ra thì bà Thoa đã bấm tay chị, ra hiệu cho chị im lặng. Nhưng chị không hiểu ám hiệu của mẹ mình, buộc miệng xích xoa. Úi da, đau quá, sao tự nhiên nhéo con chứ vậy? Mày cứ ngồi yên đó đi hay không? Bác bà mày dặn sao thì cứ làm vậy đi. Bác bà đoán biết nỗi nghi hoặc và bất an trong lòng của hai người phụ nữ, nhưng bác chưa giải thích được. Tôi biết hiện giờ hai mẹ con đang lo lắng, nhưng mà nếu chị và cháu đây tin tưởng tôi thì thằng Tài sớm muộn cũng sẽ tỉnh lại trong hôm nay. Dạ, tôi dẫn thằng Tài tới đây là tôi tin anh chứ. Anh cứ làm hết sức mình đi, miễn thằng Tài khỏe lại. Tụi tôi không có ý kiến gì đâu. Lúc này cuộn chỉ đỏ nằm ở dưới đất đột nhiên lăn về phía cửa, như thể có ai đó đang kéo nó chạy đi. Trước khi bác ba quay lưng đuổi theo cuộn chỉ, bác lại nghiêm túc dặn dò một lần nữa là chỉ được ngồi chỗ này canh thằng Tài, tuyệt đối không được đụng chạm lung tung hay lanh quanh tới những nơi khác trong nhà. Thật ra bác ba dặn cũng bằng thừa, vì từ lúc bước vô nhà, từ lúc thấy cuộn chỉ đỏ kia lăn ra phía cửa, dù không có ai kéo đi thì chị Tính và bà Thoa đều đã sợ đến nhũng cả chân rồi. Nếu không phải vì thằng Tài nằm trong nhà
thì có cho tiền họ cũng chẳng muốn ngồi đây thêm một giây một phút nào, chứ đừng nói là đi lung tung hay đụng chạm cái nọ cái kia. Lại nói về chuyện hai người đàn ông là anh Hùng và bác Ba bác Quái. Anh Hùng tận mắt trông thấy một cuộn chỉ đỏ lăn từ trong nhà ra phía cổng, như thể nó có chân mà tự chạy đi. Trong lòng anh thoáng giật mình và sợ hãi. Không biết bác Ba định làm gì, nhưng anh vốn là người cục mịch, chất phác. Xưa nay ai nói gì cũng không bao giờ biết cãi lại. Từ lúc bác Ba kêu anh chở bác chạy theo cuộn chỉ kia, anh chỉ biết chăm chú đạp xe theo lời chỉ dẫn của bác mà không dám thắc mắc gì thêm. Tới đoạn ngã ba rẽ vô xóm lá, bác ra hiệu cho Hùng rẽ vô đó. Con đường quốc lộ giữa trưa không một bóng người. Trời nắng nhưng gió vẫn thổi ào ào, cuốn theo bụi và xác lá trên đường. Anh Hùng vốn to con vạm vỡ, nên dù con đường ngược gió, anh vẫn đạp xe phăm phăm tiến về phía trước. Đến gần đoạn đường có cái hồ nước xanh, bác Ba bảo anh dừng xe. Lúc này một cơn gió từ đâu đột nhiên thổi tới. Cuộn chỉ không biết có phải bị gió cuốn hay không mà lăn nhanh qua phía bên kia đường, biến mất về phía bụi rậm tùm. Bác Ba nhanh chóng đuổi theo. Anh Hùng tò mò nhìn theo thì tự nhiên bị gió cuốn theo bụi thốc vào mặt, tựa như bị người ta tung ra một cú đấm bất ngờ. Đang đứng mà cũng lảo đảo muốn ngã sắp xuống đất. Bụi bay vào mắt làm anh không mở ra được. Khi quay lại, bác Ba ra hiệu cho anh Hùng theo bác tới cái bụi cây bên hồ nước. Anh cũng thật thà đi theo đằng sau. Mày nhìn vô bụi cây có thấy gì không? Anh Hùng ngạc nhiên lắm. Không hiểu tại sao bác Ba lại hỏi mình câu này. Nhưng anh vốn không phải người lắm lời, hoặc là kiểu người hay thắc mắc này nọ. Bèn theo lời của bác, lơm khơm nhìn vô bụi cây rậm rạp, rồi gật đầu lễ phép thưa. Ừ, dạ có. Thiệt hả? Vậy là tốt rồi. Thôi đỡ mất công, giờ mày vô lấy nó ra đi. Anh Hùng nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó dòm kỹ vô bụi cây lần nữa. Anh rụt rè lên tiếng hỏi lại lần nữa cho chắc. Ý bác là con lấy cái khúc củi kia ra ngoài hả? Bác Ba đang định quay lưng bước đi, nghe Hùng nói thì mặt mày chưng hửng. Bác quay đầu lại, mặt trở nên nghiêm túc hơn. Ngoài khúc củi đó ra, mày còn thấy gì nữa không? Hùng thấy bác Ba tự nhiên đổi sắc mặt. Anh chột dạ, không biết là mình có nói gì hay làm gì sai hay không, nên rụt rè trả lời. Dạ có mấy cục đá, một khúc củi lớn, vài nhánh cây nhỏ, với mấy cây nhang đang cháy. Hết rồi hả? Dạ hết rồi. Thấy vẻ mặt thật thà và có phần ngơ ngác của Hùng, bác Ba thở dài, sau đó dỗ dài anh. Đi, quay về sớm, đi kiếm thằng Phúc. Nói với nó là bác Ba nhờ nó tới đây ngay, có việc gấp. Hùng nghe vậy bèn nhanh nhẩu giọt lẹ đi. Bác Ba nhớ ra một chuyện mà nói với theo. À, chiều nay nghe nói cửa tiệm ông Tám Thi nghỉ bán, đừng có chạy tới đó kiếm nó, tới nhà nó thử coi. Hùng vâng dạ một hồi rồi vội vã quay xe, hối hả đạp về làng bộ. Lúc Phúc tới nơi thì đã thấy bác Ba đang đứng đợi sẵn ở bên đường. Phúc chưa kịp hỏi han gì thì đã bị bác Ba kéo tay dẫn tới bụi cây gần hồ nước. Con nhìn thấy cái gì trong đó? Phúc theo lời chăm chú nhìn vô. Có một khúc củi lớn, mấy cục đá hình thù kỳ lạ, có vài nhánh cây nhỏ, ba cây nhang cắm gần bên cạnh đã gần tàn. Khói nhang mỏng manh vừa bay lên đã như bị cơn gió ào ào xung quanh thổi bay mất. Và một vật thể không thể có mặt ở đây vào lúc này. Phúc không tin vào mắt mình, sửng sốt mà thốt lên. Trời đất ơi,
Sao cái xe cướp của ai bị giấu trong này vậy? Bác Ba nghe vậy mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Con vô lấy chiếc xe đó ra đi. Con hả? Con dắt chiếc xe đó ra. Rồi lỡ xe này của người ta, con lấy ra thì... Ừ, con lấy cái xe đó ra đi. Bây giờ ngoài con ra không ai lấy được đâu. Sau khi bác Ba nói câu này, sự nghi hoặc trong lòng Phúc cũng không những không bị xóa tan, mà còn tăng lên hơn nhiều. Phúc đưa mắt nhìn bác Ba, rồi nhìn chiếc xe đang nằm chỏng chơ trong bụi cây. Sự khó hiểu hiện lên trong mắt. Bác Ba thấy vậy bèn vỗ vai anh. Con không nhận ra xe của ai hả? Xe của thằng Tài đó. Bây giờ bác nhờ con lấy giúp chiếc xe ra khỏi bụi cây thôi. Chứ bác có kêu con đi trộm xe của người ta đâu. Mà nhìn bác ghê vậy. Không phải. Ý con không phải vậy. Phúc lúc này mới nhìn kỹ chiếc xe cướp một lần nữa và xác định đây là xe của thằng Tài. Chiếc xe mà người trong xóm đồn là đã bị cướp mấy ngày trước. Nhưng mà sao xe của nó nằm ở đây? Nó và chiếc xe nằm gần nhau như vậy mà người đưa nó vô bệnh viện không phát hiện ra sao? 2 ngày rồi cũng không có ai phát hiện ra chiếc xe này sao? Và tại sao bác Ba lại biết chiếc xe cúp nằm ở chỗ này? Bác Ba đi cùng anh Hùng, sao không kêu anh ấy lấy ra cho nhanh, lại phải chạy đi kiếm mình? Nhìn ra vẻ mặt của Phúc, bác chỉ thở dài. Bây giờ lấy cái xe về trước đi, về nhà rồi tính sau. Phúc biết bây giờ có gặng hỏi cũng không có tác dụng. Anh bèn y theo lời của bác Ba, nhanh tay nhanh chân dựng chiếc xe cúp đang nằm chỏng chơ bên trong bụi cây dậy, sau đó dắt ra đường lớn. Anh Hùng đã đợi sẵn ở đó từ nãy tới giờ. Thấy Phúc dắt chiếc xe có vẻ quen quen, anh mới đầu cũng không cảm thấy gì, sau đó thì trố mắt nhìn chiếc xe cúp của ông em vợ, miệng há hốc to đến nỗi có thể nhét được một quả trứng vịt vào bên trong. Ủa cái xe này, rồi con... Anh ú ớ một tràng những cụm từ vô nghĩa, không đầu không cuối. Bác Ba bỏ cuộn chỉ đỏ vô trong túi áo, rồi kiên nhẫn nói: Bây giờ mày lấy xe cúp chở bác về trước đi. Nhanh nhanh chứ để mưa tới là chạy không kịp. Kể ra thời tiết dạo này quả thật thất thường. Đang nắng chang chang muốn qua cả mắt, bây giờ chớp mắt một cái, mây đen không biết từ đâu đã cuồn cuộn kéo tới, che phủ cả bầu trời, làm khung cảnh xung quanh phút chốc tối sầm. Gió lớn tốc tới càng lúc càng mạnh, cuốn tung bụi mù và lá cây bay lên khắp nơi. Tiếng hàng cây lào xào vặn mình răng rắc, như thể đang co mình trước một cơn giông dữ dội sắp ập tới. Còn thằng Phúc đạp xe của thằng Hùng về sau nha. Mày chạy tới nhà cha nuôi của bác, nhớ chưa? Ủa mà thằng Hùng biết đi xe máy chứ? Anh Hùng vẫn chưa sắp xếp được đống câu hỏi của mình cho ra ngô ra khoai. Nhưng bác Ba vừa hỏi là đã gật đầu theo quán tính. Sau đó cứ thế, anh tự động làm theo lời bác Ba phân công. Leo lên xe, rồ máy, rồi chở bác về nhà thật nhanh mà không hỏi thêm gì nữa. Phúc về tới nhà ông Bảy Thường cũng vừa lúc những giọt mưa đầu tiên rơi xuống. Anh vội dựng chiếc xe đạp bên gốc me già rồi hối hả chạy vô. Gian nhà bên trong đã được thắp đèn sáng hơn. Mọi người đang ngồi tập trung vây quanh cái giường mà thằng Tài đang ngồi. Tài đã tỉnh lại, dù gương mặt vẫn còn hốc hác, nhưng đôi mắt đã không còn đờ đẫn như mấy ngày trước. Phúc có thể nhận ra thằng bạn của mình đã hồi phục lại rồi. Bác Ba chỉ vào chiếc ghế gỗ còn trống còn lại trong phòng, ra hiệu cho Phúc ngồi xuống. Anh đỡ ấm trà từ tay bác Ba, tự rót cho mình một ly. Mùi trà sen vấn vít quanh chóp mũi, khiến cho khứu giác được lấp đầy bởi mùi hương, khiến cho tâm người ta vô thức
thấy yên bình hẳn ra. Uống đi con, cho nó ấm người. Dạ. Đoạn quay sang Tài, bác nói tiếp. Được rồi, bây giờ có cái gì á thì thằng Tài mạnh dạn nói ra hết đầu đuôi câu chuyện cho tao nghe coi sao. Mọi người lúc này không hẹn mà đều hướng mắt về phía Tài. Nhìn mấy cặp mắt đang lơm lơm, không khác gì đang nhìn thú lạ. Thằng Tài thật sự muốn ngất xỉu lần nữa để trốn tránh cho xong. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu bây giờ không nói ra, ai biết được sẽ còn chuyện ghê gớm gì xảy tới nữa. Nghĩ như vậy nên Tài lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu để trí nhớ của mình quay lại cái đêm kinh hãi đó. Tài vẫn nhớ buổi chiều hôm đó, gã rất phấn khởi vì hôm qua vừa được nắm tay em Lụa khi chở cô ấy đi dạo phố. Cái ý nghĩ được chở em Hoa Khôi của chợ tỉnh làm Tài sướng tê người. Từ sáng sớm, gã đã đi ba hoa chích chòe hết làng trên xóm dưới, nhưng chẳng có mấy ai hào hứng nói hùa với gã cả. Thái độ thờ ơ và có mấy phần không tin tưởng của họ chẳng làm cho Tài mất hứng, vì gã chắc mẩm trong lòng người ta đang ghen tị với mình mà thôi. Mặc dù Lụa đã hẹn buổi tối đi đón, nhưng từ buổi trưa Tài đã tắm đi tắm lại tới mấy lần. Cái cục xà bông tắm thơm nức mũi bị gã chà tới mòn đi một nửa. Chai nước qua mới mua trên chợ tỉnh hôm trước được gã thoa khắp một lượt từ đầu tới chân. Đến lúc Tài bước ra khỏi nhà, yên vị trên chiếc xe cúp, cả người gã không khác gì vừa mới được nhúng vô một thùng hương liệu. Lúc mẹ cô Lụa ra mở cửa, đã suýt ngộp thở vì cái mùi hương tỏa ra từ tóc, từ quần áo của Tài. Gã nhe răng cười nói gã muốn đón Lụa đi chơi. Sau đó tựa như một giấc mơ hoang đường nhất, cô Lụa xinh đẹp của chợ tỉnh ngồi sau lưng, ôm eo gã, cùng gã chạy qua những con đường đầy ánh đèn xanh đỏ của phố thị khi lên đèn. Tài có thể liếc mắt thấy những đôi mắt ghen tị của lũ con trai và đôi mắt đầy ao ước của đám con gái mỗi khi xe gã chạy qua. Trong cơn hứng khởi, gã không tiếc vung tiền mua quá chừng đồ cho Lụa. Cô muốn ăn gì, muốn mua gì, gã đều mua cho cô hết. Trong trạng thái như có thể bay lên tới mặt trăng, Tài không hề muốn về nhà. Nếu không phải Lụa nói trời đã kéo mây, có khả năng mưa lớn, nặng nặc đồ dậy, thì Tài có thể chở cô đi dạo phố cho tới sáng. Cô Lụa vô nhà rồi mà Tài không chịu về, cứ đứng dây dưa ở cửa. Mẹ cô Lụa phải giục mãi, Tài mới luyến tiếc quay xe đi. Tháng 10 âm lịch trời đã mau tối, lại còn sắp mưa. Thế nên lúc Tài quay về con đường quốc lộ nhộn nhịp lúc chiều, thì bây giờ đã vắng tanh như chùa Bà Đanh. Gió lớn thổi vung vút qua đám cây cối hai bên đường, nghe u u như ai đó đang khóc. Khung cảnh mọi lần quen thuộc mà tối nay cứ âm u rợn người. Nhưng Tài không bận tâm lắm, gã đang vui. Gã vừa được cầm tay cô gái xinh đẹp nhất chợ tỉnh kia mà. Tài huýt sáo, dù cho tiếng của gã cũng nhanh chóng lẫn vào trong tiếng gió. Lúc Tài chạy tới ngã ba quốc lộ thì một cơn gió lớn từ đâu thổi thốc tới, cuốn lá cây và bụi tung mù mịt đập thẳng vào mặt, khiến cho gã tối tăm mặt mũi. Gã loạng choạng ngã luôn xuống đường. Không còn cách nào khác, Tài dựng xe lại bên vệ đường, chớp mắt lia lịa vì gã cảm thấy mắt lồm cồm răng rác. Có lẽ đã bị bụi bay vào mắt rồi. Tài bực bội chửi thề một tiếng. Sau một hồi nháy mắt điên cuồng, cảm giác nóng bỏng rát trong mắt biến mất đi, thì Tài nhìn thấy phía ngã ba dẫn về xóm lá có một bóng người đang lững thững bước đi. Sở dĩ cái bóng dáng đó thu hút sự chú ý của Tài là bởi vì cả con đường vắng vẻ này chỉ có mình người đó và gã thôi. Không hiểu tại sao, nhưng Tài không rời mắt khỏi bóng dáng đó được. Chợt có cái gì đó rơi xuống, như thể một lực hút vô hình khiến cho gã quyết định chạy tới. Ra là một chiếc khăn tay. Mặc dù gió lớn thổi tung mọi thứ trên đường,
nhưng cái khăn tay mỏng manh kia giống như bị một tảng đá vô hình đè lên. Nó nằm im một góc bên đường, không hề bị gió cuốn bay đi mất. Tài cúi xuống nhặt lên, mùi hương thơm ngát vẳng vất quanh cánh mũi. Gã nở một nụ cười, đuổi theo người con gái kia. Tài nổi cơn muốn gây sự chú ý với người đẹp, hắn bóp còi te toe. Nhưng tiếc là người kia như không nghe thấy, vẫn cứ cắm cúi bước đi. Hết cách, Tài phải hét to kêu cô gái kia dừng lại. Lúc gã tiếp cận được cô, Tài hào hứng vỗ vai cô. Khi người kia quay lại, đang định mở miệng chọc ghẹo, thì đột nhiên gã chết sững người. Những lời trêu ghẹo không cách nào thoát ra được. Đối với Tài, Lụa là cô gái đẹp nhất gã từng thấy. Nhưng bây giờ so với cô gái này, Lụa chỉ có thể xem là ưa nhìn. Cô gái nhận lại chiếc khăn tay, lịch sự hỏi Tài trời sắp mưa rồi, có thể cho cô quá giang một đoạn được hay không. Trước yêu cầu của người đẹp, làm sao một thằng đàn ông ga lăng có thể từ chối được. Tài đồng ý ngay lập tức. Cho tới khi tới đoạn dẫn về xóm lá thì sao? Chị tính sốt ruột lên tiếng hỏi sau khi thấy Tài ngập ngừng một lúc lâu. Thấy choáng váng rồi bất tỉnh. Sáng hôm sau mở mắt ra thì đã ở bệnh viện rồi. Nhưng mà lúc đó đầu óc như bị ai đánh nhỉ, không có nhớ nổi bất cứ chuyện gì. Lạ gì? Nếu như cô gái kia là cướp đánh ngất mày á, thì sao lại để chiếc xe cướp trong bụi cây mà không lấy quách nó đi? Lại còn lột đồ của mày nữa. Còn nói không phải là cướp thì đang đi nửa đường cô ta biến đi đâu chứ? Ý là má không tin con phải không? Không phải, ý má là... Má không tin con thì nói đại là không tin con đi. Con thề, nếu mà con nói sai, cho trời đánh. Chữ chết còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì một tiếng sấm đã đánh ầm ở bên ngoài. Âm thanh như tiếng núi lở trền vang cả mặt đất, khiến cho mọi người trong phòng trừ bác ba đều giật bắn người. Ý là nếu mà con nói sai thì cho đèn trong đây tắt hết đi. Thằng Tài vừa dứt lời, trong phòng đột nhiên tối đi. Không biết có phải trùng hợp là gió thổi làm tắt ngọn đèn dầu của bác ba hay không, hay là lời của thằng Tài vừa ứng nghiệm. Nhưng chị Tính và bà Thoa đều đột ngột hét lên. Không sao đâu, để tôi đi coi thử. Mọi người ai ngồi đâu thì cứ ngồi yên đó đi. Bác ba cặm cụi đi xem mấy ngọn đèn dầu vừa bị thổi tắt. Thật ra lúc này trong làng người ta đã chuyển sang thắp bằng đèn điện hết rồi. Nhưng chỉ có nhà ông Bảy Thường là không có điện. Hồi trước là vì sớm này chưa có điện về. Sau này ông mất rồi, căn nhà không còn ai nữa, nên bác ba chỉ thắp đèn dầu hoặc là nến bên trong mỗi khi tới dọn dẹp. Bác ba thắp lại ngọn đèn dầu, trong khi chị Tính co rúm lại, rút vào người bà Thoa. Phúc và anh Hùng cũng sợ, nhưng không để sự sợ hãi của mình bộc lộ ra ngoài. Riêng thằng Tài thì mặt mày xanh lè xanh lét. Bác ba chậm rãi nói. Mấy lời thề thốt không nên tự tiện thốt ra, chỉ đôi khi mình không gánh vác nổi hậu quả đâu. Thằng Tài nghe vậy, mặt tái đến độ không còn giọt máu. Bác ba nhìn gã, ánh mắt thản nhiên như có thể đọc thấu được những suy nghĩ còn đang giấu giếm trong lòng. Nếu mà con không kể rõ mọi chuyện, bác có muốn giúp cũng không giúp được. Tài cúi đầu, cắn răng quyết định nói ra điều mà gã cố tình lảng tránh. Thật ra không phải là người con gái kia chủ động ngỏ lời đi nhờ xe của gã. Sau khi nhận lại đồ, cô gái chỉ đi một mạch về phía trước. Tài thấy người đẹp bơ mình, bèn tức tốc đuổi theo. Gã bóp còi ầm ĩ, vừa bám theo vừa nằng nặc đòi chở cô về. Không biết có phải vì sợ phiền phức hay không, nên cuối cùng cô cũng đồng ý.
trong một buổi tối được chở hai người đẹp, mà người sau còn đẹp hơn người trước, tài hí hửng lắm. Cả thao thao bất tuyệt hết chuyện này đến chuyện nọ, mà người con gái sau lưng vẫn chẳng buồn đáp lại một câu. Lúc cua vào con đường đất, dì đang mãi nói, tài không để ý ổ gà cho nên lao xe thẳng xuống. May mắn là cái ổ gà không lớn, chiếc xe chỉ bị sốc nảy lên chứ không có ngã chổng kềnh ra đất. Nếu không thì thật không biết phải làm sao. Người con gái bị giật mình, vô thức níu lấy áo tài. Lòng gã sướng rưng, bản tính cà rỡn trỗi dậy. Gã cố ý bóp thắng xe liên tục. Cái trò mất nết này vậy mà lại phát huy tác dụng ra trò. Cô gái mới đầu chỉ níu áo hờ hững, thì bây giờ đã ôm ghì lấy tài. Tới lần thứ tư hay thứ năm gì đó, cô gái kia hoảng hốt la lên là rơi mất chiếc dép rồi. Tài nhân cơ hội bèn dở giọng không đứng đắn. Em hung anh một cái đi, anh chở em quay lại lấy dép, còn không thì thôi nha. Tài giống không phải là kẻ xấu, thích lợi dụng người khác để giở trò, nhưng cái tính cà rỡn của gã từ nhỏ tới giờ không sao bỏ được. Vì vậy mà đám con gái làng trên xóm dưới mới thấy Tài là tự động tránh xa 30 cây số. Giống Tài chỉ ghẹo cô gái cho vui thôi, ai ngờ cô ta thỏ thẻ. Được, vậy anh chở em quay lại lấy dép đi, chờ anh muốn gì cũng được hết. Tài không chần chừ, bèn quay xe lại ngay. Đèn đường không biết lúc này bị làm sao, cứ chớp tắt liên hồi, làm cho khung cảnh cứ sáng rồi tắt, trông ma quái rần rần. Nhưng Tài chẳng hề để ý tới, tâm trí của gã lúc này vẫn đang bay bổng trong trí tưởng tượng được người đẹp kia hôn. Chỉ là khi Tài còn đang chìm đắm trong mớ ảo tưởng của mình, hắn đột nhiên bị một cảm giác kỳ lạ kéo về hiện thực. Đó là cảm thấy cái bánh xe như đang bị ép xuống mặt đường vì chở một vật gì đó cực kỳ nặng. Bình thường Tài vẫn hay chở rau hành từ chợ tỉnh về cho bà Thoa, cá tạ rau chứ đâu có ít. Nhưng bánh xe cũng chưa bao giờ có cảm giác bị đè xuống như bây giờ. Người con gái ngồi sau trong vóc dáng mảnh khảnh như lá lúa, gió thổi còn sợ bay mất, làm sao có thể nặng đến như thế này. Tài lắc đầu, nghiến răng bặn ga hết sức để chiếc xe nhích lên về phía trước. Tài ga vặn càng lúc càng mạnh, nhưng tốc độ lại càng chậm đi, tựa như bị cái gì đó ghì lại. Tài có cảm giác như mình đang chở một tảng đá rất nặng, chứ không phải là một cô gái liễu yếu đào tơ nữa. Trời lạnh, nhưng mồ hôi trên tay của Tài bắt đầu rỉ ra, ướt đẫm cả tay lái. Cô gái ngồi sau chợt lên tiếng, giọng nói mỏng nhẹ như sương khói vọng lại từ nơi nào. Có phải nặng lắm không? Tài không muốn mất mặt trước người đẹp, hắn lắc đầu. Không có. Người như em như cọng lá liễu vậy, nặng cái gì mà nặng. Có chất thì 10 em gái như em lên xe, anh cũng không thấy nặng đâu. Chắc tại cái xe này bữa nay thấy người đẹp, cho nên nó không muốn về sớm đó. Mặc dù ngoài miệng nói lời cợt nhã, nhưng trong lòng Tài đã lo ngay ngáy. Song gã là kiểu người thích mạnh miệng, thích thể hiện, có chết cũng không bao giờ bỏ được cái tật sĩ diện, nên dĩ nhiên không dám nói thật những nỗi sợ hãi đang dần dần nảy sinh trong lòng mình. Cô gái kia nghe Tài nói vậy thì không đáp lại, chỉ cười. Tiếng cười vang lên bên tai gã, tuy không lớn nhưng nghe như tiếng ai đó dùng vật nhọn chà lên mảnh gương vỡ, xuyên qua màng nhĩ, làm cho da gà của gã dựng đứng hết cả lên. Chiếc xe chạy chậm dần, chậm dần. Lúc này tiếng cười của cô gái càng ngày càng rõ ràng hơn. Nặng rồi phải không? Anh còn đi được không đó? Thấy Tài nghiến răng không đáp lại, tiếng cười thỏ thẻ kia vang lên bên tai. Anh có muốn biết sao không? Quay lại đây. Tài vẫn khăng khăng cố chấp, cho rằng vấn đề là từ chiếc xe. Nhưng khi thấy bánh xe gần như đã muốn xẹp xuống, như đang bị chất một ngọn núi đá lên,
nên gã mới tò mò làm theo lời cô, quay đầu lại nhìn. Và rồi một tiếng thét lớn xé toạc sự tĩnh mịch của cả con đường vắng. Tài chết sững nhìn trân trối vào người đang ngồi sau xe mình. Không, đó không thể nào là người được. Cái thứ đang ngồi đằng sau Tài nghiêng đầu nhìn gã bằng một đôi mắt sặc một màu đen như màn đêm. Cả làn da trắng tái đến mức trong suốt, khiến cho Tài nảy sinh ảo giác là gã có thể nhìn xuyên qua làn da ấy. Cái tròng mắt đen đặc tương phản với một màu da trắng toát kia tạo thành một ấn tượng cực kỳ gai mắt. Mái tóc đen vẫn đang dài ra không ngừng. Những lọn tóc đen dày đang quấn vào bánh xe, khiến cho xe không chạy nổi. Nhưng cái khiến cho Tài chết khiếp đến nỗi không dám cử động chính là cái miệng đang nhoẻn cười kia. Độ cong của khuôn miệng bị kéo dài đến cực hạn, làm cho nụ cười xếch lên đến tận mang tai, không khác gì nụ cười của mấy cái mặt nạ chú Hề trong mấy cái gánh xiếc thi thoảng vẫn ghé về làng. Từ trong khuôn miệng kinh hồn đó, một cái lưỡi đỏ lợm như máu, dài như sợi dây thừng mỏng, đang từ từ thè ra vươn tới cổ của Tài. Gã muốn bỏ chạy, nhưng chân gã dường như bị đóng đinh một chỗ, không sao nhúc nhích được. Không phải muốn đưa em về nhà hả? Vậy thì mình cùng đi với nhau đi. Cùng với cái giọng the thé đó vang lên, cái lưỡi đỏ lợm như sợi dây thừng uốn éo ngay lập tức siết lấy cổ Tài. Cái thứ mềm mềm ương ước lại lạnh lẽo đó vừa chạm vào người, Tài đã thấy cả người nhũn ra như bị trút hết xương đi. Sau đó gã thét lên thêm một tiếng như bị thọc huyết, rồi ngất xỉu đi. Một lần nữa tỉnh dậy, gã thấy mình đang ở trong bệnh viện. Chị Tứ đang lo lắng nhìn gã. Trước những câu hỏi dồn dập của chị, Tài hoàn toàn ngơ ngác. Gã cố vắt óc để suy nghĩ, không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Đầu óc mông lung như đang lạc trong màn sương mù. Rồi gã nghe thấy những âm thanh rầm rì quanh quẩn suốt bên tai. Họ đòi dẫn gã đi. Rồi cái gương mặt đáng sợ kia cứ hiện lên trước mặt gã. Gã bỏ chạy mãi mà vẫn không sao thoát được. Cho tới lúc chiều nay, sau một giấc ngủ, mở mắt ra, gã đã thấy những gương mặt quen thuộc. Mẹ, vợ chồng chị Tính, bác Ba, rồi Phúc. Cùng với việc thoát khỏi màn sương mù kia, chính là ký ức về buổi tối kinh hoàng ào ạt trở về trong tâm trí. Chị Tính nghe tới đoạn ma nữ kia le cái lưỡi dài ra, chị đã la to một tiếng rồi núp vào trong lòng bà Thoa. Cả người cứ run lên. Ra là thằng Tài không phải trêu chọc trúng cái đám cướp hay là đám người xấu nào đó như người làng đoán mò, mà là một cô gái đã chết. Từ đầu tới cuối, bác Ba vẫn giữ vẻ mặt bình thản, lắng nghe từng lời thằng Tài nói. Còn nhớ rõ mặt mũi người đó không? Dạ có. Cậu đẹp lắm, nhìn một cái là không thể rời mắt được. Mắt thì đen lái, môi thì đỏ thắm. Bà Thoa cốc lên đầu gã một cái. Lúc nào rồi mà mày còn cà rỡn vậy? Thằng Tài la oai oái, vừa cố lách mình tránh khỏi cửu âm bạch cốt trảo của bà Thoa, vừa phân bua. Con nói thiệt á, cậu đẹp muốn xỉu luôn á. Tới lúc này rồi còn chưa biết sợ nữa hả mày? Trong mắt mày á, đứa con gái nào mà không đẹp muốn xỉu? Từ con Nga, con Đào, con Loan, con Phụng, rồi mới đây thêm con Lụa, đứa nào mày không nói đẹp có một không hai, đẹp nghiêng thùng đổ nước. Giờ là xỉu thiệt rồi đó, mày vẫn chưa chừa hả? Thằng Tài bị nói tới không mở miệng được, xấu hổ muốn giải thích mấy lần mà không xong.
Bác Ba thấy vậy thì đằng hắn một tiếng, vừa giải cứu Tài khỏi tình huống ngượng ngùng, vừa tránh để chủ đề lạc đi quá xa. Vậy ngoài việc ở sông Lá, con còn biết gì về cô gái đó nữa hay không? Thằng Tài vừa mếu máo xoa cái vết nhéo trên tay, vừa đáp. Con có hỏi tên, mà cũng không biết có phải tên thiệt hay không nữa. Cậu nói cô tên Mỹ Lệ. Cùng với một tiếng sấm nổ ầm ở bên ngoài là một tiếng ly trà rơi xuống nền nhà vỡ tan tành. Âm thanh vỡ nát gãy gọn trong bầu không khí im ắng khiến cho tất cả mọi người đều đồng loạt quay lại nhìn về phía Phúc. Phúc bối rối đứng dậy, cuống quýt xin lỗi. Gương mặt của anh trắng bệch khi nhìn ly trà đã vỡ. Bác Ba thấy anh định cúi xuống nhặt mấy mảnh ly vỡ trên nền nhà, bèn đưa tay ngăn lại. Để đó đi, bác đi lấy đồ dọn. Con đừng có lấy tay lụm lên, coi chừng đứt tay thì khổ đó. Bác nhanh chóng dọn xong cái ly, mà gương mặt của Phúc lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng. Từ đầu tới giờ, cho dù lúc Tài kể tới đoạn kinh dị kia, Phúc cũng không tỏ ra hoảng hốt như thế. Ai ngờ bây giờ nhìn mặt Phúc còn tái hơn cả chị Tính. Thấy ai cũng nhìn mình dò hỏi, Phúc cười gượng gạo. Dạ tiếng sấm lớn quá, con cầm ly không vững cho nên bị giật mình. Mọi người nghe vậy chỉ gật đầu, hoàn toàn không chú ý tới biểu hiện bất thường của Phúc. Nhìn vậy mà mày còn nhát hơn cả chị nữa Phúc. Phúc cười cười không đáp lại. Bác Ba rót một ly trà khác cho Phúc, sau đó chậm rãi nói. Bây giờ ai cũng biết thằng Tài chọc phải cái gì rồi. Giờ đành đi hỏi thăm người sống lá về cô gái tên Mỹ Đệ này, rồi đi xin lỗi người ta. Tôi thì thấy cô gái này cũng không có ác ý đâu. Tài nghĩ tới cái hình ảnh đáng sợ mình từng gặp phải, các người muốn phát sốt trở lại. Bà Thoa thì không tin lắm vào cái gọi là không có ác ý như bác Ba nói. Dọa thằng Tài sợ tới nỗi ngu người luôn rồi, mà còn nói không có ác ý thì làm sao bà tin được. Nhưng ngại vì bác Ba vừa giúp đỡ con mình nên bà không dám lên tiếng phản bác trực tiếp. Nhưng mà còn mấy người ở làng bên cũng bị như thằng Tài thì sao? Chuyện của mấy người kia tôi không có rành lắm nên không tiện bàn luận. Nhưng mà thằng Tài là bị mất đi một vía. Hả? Nó mất một vía rồi hả? Bà Thoa chưa nghe bác Ba nói xong đã hấp tấp lên tiếng, mặt mày trắng bệch. Phải rồi, thằng Tài nó giống yêu bông vía. Nếu bị dọa cho kinh hãi, rất dễ bị lạc vía. Nếu tôi đoán không lầm, cái đêm mưa mà chị đây nhìn thấy nó về gõ cửa chính là cái vía bị lạc tìm về nhà đó. Chỉ là lúc đó chị lại đuổi nó đi, nên cái vía đó quay lại chỗ chiếc xe cúp, quanh quẩn ở đó mà trông chừng. Thằng Tài khi tỉnh lại thiếu mất cái vía này, người giống nhẹ vía nên dễ bị mấy vong hồn trong bệnh viện dọa cho sợ, mới bị như mấy ngày qua đó. Vậy hồi trưa anh đi tìm vía cho nó sao? Phải rồi, cuộn chỉ đỏ một đầu đi kiếm cái vía bị lạc, đầu còn lại thì buộc vô tay thằng Tài để vía biết đường theo sợi chỉ mà về. Nhờ vậy mà tìm được chiếc xe cúp ở gần đó luôn. Dạ mà nói cũng lạ, cái xe cúp giá trị thì không cướp, mà đi lột bộ đồ chẳng đáng tiền. Chị Tính nói to thành tiếng. Thằng Tài nghe tới đây, mặt mày lại đỏ bừng vì xấu hổ. Bác Ba cười khà khà. Tại nó ghẹo người ta trước mà, người ta chỉ ghẹo lại thôi. Chứ nếu mà cô gái đó có ác ý thì chuyện nó không dừng lại nhẹ nhàng như vậy đâu. Vậy rồi theo ý anh á, chỉ cần xin lỗi con ma nữ, cô gái kia là xong hả? Bác Ba gật đầu. Chị Tính chợt reo lên. Vậy má đi kêu con Tứ về hỏi chuyện chẳng phải là xong rồi hay sao?
vợ chồng nó bên xóm lá mà. Trong lúc tất cả ra về, bác Ba giữ Phúc lại, hỏi một câu tưởng chừng bâng quơ. Dạo gần đây á, buổi tối còn có ra khỏi làng lúc trời mưa không? Phúc gật đầu. Bác lại hỏi dò: có phải gặp chuyện gì lạ lùng không? Phúc im lặng một lúc lâu, sau đó lắc đầu. Bác Ba nhìn vẻ mặt vẫn đang hoảng hốt của anh thì chỉ thở dài, vỗ vai anh đầy ân cần. Nếu có gì khúc mắc, bác luôn sẵn sàng giúp con. Phúc gật đầu cảm ơn rồi xin phép ra về. Bác Ba thở dài khi thấy bóng anh khuất trong bóng chiều vừa sập xuống. Cơn giông dữ dội chiều nay cuối cùng cũng đã dứt. Tốc độ làm việc của chị Tính quả là mau mắn như tính cách của chị. Trưa hôm sau, lúc bác Ba đóng cửa quán cà phê, chị đã nhờ Phúc tới rước bác Ba qua nhà bà Thoa. Vừa nhìn thấy Phúc, bác Ba ngạc nhiên lắm. Ủa, nay không đi làm hả? Mày xin nghỉ nhiều quá, ông Tám ông cằn nhằn đó. Dạ, chiều nay vợ chồng ông Tám đi thăm họ hàng xa, người ta bị bệnh á, cho nên đóng cửa hàng. Con ghé qua nhà thằng Tài thì nghe nói chị Tính đang muốn qua rước bác Ba, cho nên con dành con đi. Bác Ba nhìn vẻ mặt rối rắm của Phúc, đoán là những vướng mắc trong lòng anh vẫn chưa gỡ được hết. Mà cái vướng mắc này có lẽ là liên quan đến hồn ma cô gái mỹ lệ kia. Chẳng mấy chốc đã đến nhà bà Thoa. Trong nhà ngoài những người hôm qua thì còn có thêm chị Tứ đang chờ bác Ba tới. Chồng chị Tứ có chút việc riêng nên chỉ chở vợ tới đây trước, rồi tranh thủ giải quyết công việc xong mới quay lại đón. Nhận ly trà từ tay chị Tính, bác Ba khách sáo cảm ơn, rồi ra hiệu cho chị Tứ bắt đầu câu chuyện. Chị khẽ dạ, rồi mới cẩn thận kể lại những chuyện chị nghe được về cô gái tên Mỹ Lệ kia. Lệ là cô gái đẹp nhất, cũng là người con gái có số phận hẩm hiu nhất trong những thiếu nữ của xóm lá khi đó. Cha của Lệ mất từ lúc cô 5 tuổi. Lệ sống với người mẹ ốm yếu quanh năm của mình trong một căn nhà nhỏ mà người làng thương tình dựng lên cho họ ở trên mảnh đất nhỏ cuối xóm. Lệ từ sớm đã nghỉ học, theo phụ người ta bán quần áo ở trên chợ tỉnh. Lệ vốn rất đẹp nên có nhiều người để ý và ngỏ lời với cô. Nhưng cô lại thương một chàng trai nhà nghèo đang đi học trên thành phố. Nào ngờ sau này ra trường, anh ta lại động lòng trước tài sản của một người đàn bà quá chồng giàu có, nhưng lại không muốn chia tay với Lệ nên bắt cá hai tay. Lệ phát hiện ra anh ta thay lòng đổi dạ nên đã dứt khoát chia tay. Lệ buồn bã suốt thời gian dài, bán hàng cho người ta một cách lơ đễnh, thối lộn tiền hoặc đưa nhầm đồ hoài. Có lần chủ sạp nghi ngờ Lệ làm mất tiền, có nói này nói nọ, dẫn tới cô nghỉ quẩn. Buổi tối đó, trên đường đi làm về thì Lệ treo cổ tự tử ở gốc cây gần cái hồ nước xanh, ngay cái chỗ ngã rẽ về xóm lá. Chị Tính hấp tấp nói: vậy là cô Lệ đã bị đổ quan, lại bị phụ tình, cho nên mới nghỉ quẩn mà treo cổ. Vậy sao cổ lại thích đi trêu chọc mấy người chạy xe qua đó vậy? Mà không phải ai cũng gặp, người gặp toàn là đàn ông. Nếu mà cổ tức giận muốn trả thù cho bỏ ghét á, thì phải đi tìm cái gã phụ bạc kia, hoặc là cái người nghi quan cho mình chứ. Chị Tứ nghe mấy lời thắc mắc của chị gái, bèn lên tiếng: chắc là do người chủ sạp kia biết hối lỗi. Nghe nói là sáng hôm sau tìm được túi tiền để quên ở nhà. Người kia tính xin lỗi Lệ, nhưng mà nghe tin cô tự tử rồi. Người đó ái nái cho nên lúc tới đám tang á, đã phúng điếu một số tiền cũng lớn lắm. Lâu lâu tới ngày giỗ vẫn hay ghé thăm, rồi cho đồ mẹ của Lệ. Còn cái gã bội bạc kia thì nghe nói là chuyển đi rồi. Có lẽ vì vậy mà cô ấy không có tìm được hắn. Bác Ba trầm ngâm nghe đoạn đối thoại giữa hai người. Nhớ tới oán khí bên bụi cây gần hồ nước, bác khẽ cau mày. Cái ngày mà bác Ba cùng anh Hùng tới đó, oán khí vẫn cuồn cuộn không ngừng. Đã thế còn có dấu vết bị trấn yểm.
chỉ là hồn ma vất vưởng. Sao lại không làm lễ trước hồn mà lại làm phép trấn yểm như vậy? Chuyện này thực sự đơn giản như thế hay sao? Thực sự là tự tử sao? Chị Tứ ngập ngừng. Dạ, thật ra là con nghe nói cũng không hẳn là tự tử. Có người đồn là cổ bị người ta giết chết rồi dựng hiện trường giả. Nghe nói là cục đá dưới chân thi thể của cô ấy thấp lắm, đứng ở trên đó không thể nào giới tới chỗ cái dây thòng lọng đâu. Chị Tính chen vào. Sao mày toàn nghe nói không vậy? Tin tức có chính xác không vậy trời? Thì lúc cô Lệ chết em chưa về xóm lá mà. Mấy cái chuyện này là toàn nghe kể lại, chứ không phải nghe nói thì là gì. Trời ơi, mấy cái chuyện quan trọng này á mà nghe mấy cái bà nhiều chuyện đồn bậy đồn bạ là chết luôn đó nghe con kia. Người ta tự tử là tự tử, còn bị giết là bị giết, không có ăn nói tào lao được đâu. Em không có nghe mấy bà cô bà dì trong xóm đồn bậy bạ đâu. Cái này là anh Hòa chồng em kể lại. Ổng kêu là năm đó người trong xóm bu lại coi chỗ cô Lệ treo cổ đông lắm. Ban đầu ông không biết chuyện gì cho nên mới xí sớn chen vô coi. Rồi có người phát hiện cái sợi dây thòng lọng nó bất thường, tại vì nó treo cao hơn cái chỗ cô Lệ đứng. Nếu mà cổ đứng trên cục đá đó thì không có thể nào mà giới tới cái sợi dây thòng lọng được. Với lại còn một việc vậy nữa nè. Chị Tứ nói tới đó thì dừng lại một lúc, khiến cho người trong nhà cũng hồi hộp theo. Chị cắn môi, vẻ mặt như thể đang cân nhắc đắn đo. Cái này không biết phải nói sao nữa, tại vì người trong cuộc người ta cũng không còn ở đó nữa. Cái lời đồn cô Lệ bị giết á, đầu đuôi là từ lời kể của ông Chính Rô, chuyên bán mấy cái đồ nông cụ ở ngã ba gần đường về xóm lá. Ổng thân với ba chồng em lắm, chiều chiều là rủ lai ra vài ly. Thì khuya đó ổng bảo là có cái chuyện kỳ lạ lắm xảy ra. Thấy chị Tứ rề ra, chị Tính không giấu được sự nôn nóng. Trời đất ơi, có gì mày kể ra hết coi, cứ rề ra hoài. Bà Thoa đập tay con gái lớn, lườm chị một cái. Mày im để cho nó nói hết coi sao. Nói bao nhiêu lần mà cái tánh hấp tấp vẫn không có chịu bỏ à. Chị Tính thấy mẹ mình gắt lên, bèn làm dấu sẽ không lên tiếng nữa. Câu chuyện lúc này mới được tiếp tục. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của truyện ma Cô Gái Đi Nhờ Xe, tác giả Thất Tịch. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.